Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuần 28, bài 18, đọc Thư viện biết đi. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 80. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, chúng mình cùng nhau khởi động qua việc trả lời câu đố sau. Câu đố: bao nhiêu sách truyện về đây? Bốn phương thế giới nằm ngay trong mình, giúp em hiểu biết thông minh. Em đến tìm sách, đố mình nơi đâu? Các bạn cho cô giáo biết trong câu đố này thì đó nhắc đến đó là cái gì? Đáp án của cô như sau. Trong câu đố muốn nhắc đến đó chính là nơi mà gọi để sách nhiều để các bạn học sinh đến đọc. Đó chính là thư viện đấy các em. Đây chính là hình ảnh thư viện sách. Có rất nhiều loại sách để các em có thể tìm kiếm và đọc sách. Chủ đề tuần này chúng mình học liên quan đến chủ đề giao tiếp và kết nối. Đó là bài hôm nay chúng mình học. Bài 18. Mục tiêu cần đạt. Đó là bài Thư viện biết đi, tiết 1 cộng 2, trang 80-81, sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 2. Mục tiêu của bài này cần đạt như sau. Đọc đúng, rõ ràng, biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu. Tiếp theo đó là biết trả lời câu hỏi về chi tiết nổi bật các thư viện được đặt ở đâu. Mục tiêu thứ ba đó là hiểu được các hoạt động, tác dụng của thư viện, một số thư viện độc đáo trên thế giới. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào bài học. Cô giáo giới thiệu với các em một số những thư viện ở trên thế giới của chúng ta. Và những thư viện này đều là những thư viện di động. Thư viện trên tàu. Đây là thư viện trên thuyền miền sông nước. Còn đây là thư viện trên xe như là cái nhà. Thư viện trên ô tô. Đây cũng là một thư viện trên ô tô, tức là sách được để trên ô tô. Thư viện trên xe tải. Và thư viện trên lưng voi, thư viện trên lưng ngựa, thư viện trên lưng lạc đà. Như vậy chúng ta thấy là có rất nhiều thư viện mà các em vừa được tham khảo. Và đó lại chính là những thư viện biết đi đấy các em. Vậy bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu như thế nào là những thư viện biết đi nhé. Trước tiên các em quan sát cho cô giáo bức tranh vẽ cảnh gì? Trong bức tranh đó là hình ảnh các bạn học sinh đang đọc sách ở thư viện đấy. Còn đây là hình ảnh cô thư viện. Mọi người trong tranh đang làm gì? Mọi người trong tranh, các bạn học sinh thì đang đi lại để mượn sách đọc. Còn cô thư viện là người đã lấy sách cho các em mượn đấy. Trước khi đọc văn bản, chúng mình cần lưu ý luyện đọc cả bài với cách đọc như sau. Khi đọc, các em cần lưu ý đọc đúng các tên phiên âm nước ngoài, đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu sau mỗi đoạn của bài học. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài và đọc thầm theo cô. Thư viện biết đi. Thư viện là nơi lưu giữ sách báo, nơi mọi người đến đọc sách hoặc mượn sách về nhà. Nhiều người nghĩ rằng thư viện chỉ nằm im một chỗ. Nhưng trên thế giới có rất nhiều thư viện biết đi. Thư viện Logosơ của Đức là thư viện nổi lớn nhất thế giới. Nó nằm trên một con tàu biển khổng lồ, có thể chở được 500 hành khách và đã từng đi qua 45 nước trên thế giới. Ở Phần Lan, có hàng trăm thư viện di động.
trên những chiếc xe buýt cũ, chạy khắp các thành phố lớn. Ở châu Phi, một người thủ thư đã đặt thư viện trên lưng một con lạc đà. Nhờ thế, những quyển sách có thể băng qua sa mạc để đến với người đọc. Bài văn này của tác giả Hải Nam. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài Thư viện biết đi. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại và chia đoạn. Mời các em hãy bấm dừng hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Bài đọc này có thể chia làm mấy đoạn? Bài đọc này có thể chia làm 3 đoạn đấy. Đoạn 1 là từ đầu cho đến thư viện biết đi. Đoạn 2 là từ thư viện cho đến thế giới. Và đoạn 3 là ở Phần Lan cho đến hết bài. Như vậy bài đọc này được chia làm 3 đoạn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn nhé. Đoạn 1. Các em nghe cô đọc lại và đọc thầm theo cô. Thư viện biết đi. Thư viện là nơi lưu giữ sách báo, nơi mọi người đến đọc sách hoặc mượn sách về nhà. Nhiều người nghĩ rằng thư viện chỉ nằm im một chỗ, nhưng trên thế giới có rất nhiều thư viện biết đi. Ở đoạn 1 này, các em cần lưu ý luyện đọc đúng một số từ ngữ sau. Từ đầu tiên đó là từ lưu giữ. Khi đọc các em cần lưu ý tiếng lưu chúng ta phát âm là L. Lưu giữ. Cô mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo đó là từ sách báo. Khi đọc tiếng sách chúng ta phát âm là S. Sách báo. Mời các em đọc lại. Từ tiếp theo đó là từ nằm im. Khi đọc tiếng nằm, các em phát âm là N. Nằm im. Cô mời các em đọc lại nào. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc cách ngắt nghỉ hơi câu dài nhé. Chúng ta quan sát cách ngắt nghỉ hơi như sau. Đây là câu dài. Chúng ta ngắt hơi ở sau cụm từ dài đó là thư viện. Sách báo. Sách. Và nghỉ hơi ở sau chữ nhà, tức là sau dấu chấm. Bây giờ các em nghe cô đọc lại câu này nhé. Thư viện là nơi lưu giữ sách báo, nơi mọi người đến đọc sách hoặc mượn sách về nhà. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 1 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 2 nhé. Nghe cô đọc mẫu. Thư viện Losoger của Đức là thư viện nổi lớn nhất thế giới. Nó nằm trên một con tàu biển khổng lồ, có thể chở được 500 hành khách và đã từng đi qua 40 năm nước trên thế giới. Ở đoạn 2, khi đọc các em cần lưu ý luyện đọc một số tiếng từ khó như sau. Tên nước ngoài, tên thư viện nước ngoài tên là Losoger. Khi đọc các em cần đọc tách ba chữ này ra. Losoger. Cô mời các em đọc lại nào. Tiếp theo đó là từ khổng lồ. Khi đọc tiếng lồ, các em lưu ý phát âm là L. Khổng lồ. Mời các em đọc lại nào. Tiếp theo là từ hành khách. Hành khách. Khi đọc các em lưu ý phân biệt giữa vần anh và vần ách. Hành khách. Cô mời các em đọc lại nhé. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong đoạn 2. Chúng mình cùng nhau luyện đọc câu dài sau. Chúng ta quan sát cách ngắt nghỉ hơi như sau. Khi ngắt hơi cô thể hiện bằng một vạch và nghỉ hơi cô thể hiện bằng hai vạch. Các em nghe cô đọc câu dài nhé. Nó nằm trên một con tàu biển khổng lồ, có thể chở được 500 hành khách và đã từng đi qua
40 năm nước trên thế giới. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn 2 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chuyển tiếp sang luyện đọc đoạn 3 nhé. Nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Ở Phần Lan có hàng trăm thư viện di động trên những chiếc xe buýt cũ chạy khắp các thành phố lớn. Ở Châu Phi, một người thủ thư đã đặt thư viện trên lưng một con lạc đà. Nhờ thế, những cuốn sách có thể băng qua sa mạc để đến với người đọc. Hải Nam. Ở đoạn 3, các em cần lưu ý luyện đọc một số tiếng từ khó sau. Phần Lan. Phần Lan là tên của nước. Chúng ta lưu ý tiếng Lan chúng ta đọc là L. Phần Lan. Mời các em đọc lại nào. Xe buýt. Xe buýt. Các em lưu ý tiếng buýt không phải là tiếng beat các em nhé. Xe buýt. Cô mời các em đọc lại nào. Tiếp tục, chúng mình cùng nhau luyện đọc cách ngắt nghỉ hơi câu dài sau. Chúng ta ngắt hơi ở sau chữ thế, sau tiếng sách, sau tiếng mạc và nghỉ hơi sau tiếng đọc. Bây giờ các em nghe cô đọc lại câu dài nhé. Nhờ thế, những cuốn sách có thể băng qua sa mạc để đến với người đọc. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 3 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc 3 đoạn trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Thư viện biết đi. Thư viện là nơi lưu giữ sách báo, nơi mọi người đến đọc sách hoặc mượn sách về nhà. Nhiều người nghĩ rằng thư viện chỉ nằm im một chỗ, nhưng trên thế giới có rất nhiều thư viện biết đi. Thư viện Logoser của Đức là thư viện nổi lớn nhất thế giới. Nó nằm trên một con tàu biển khổng lồ, có thể chở được 500 hành khách và đã từng đi qua 40 năm nước trên thế giới. Ở Phần Lan, có hàng trăm thư viện di động trên những chiếc xe buýt cũ chạy khắp các thành phố lớn. Ở Châu Phi, một người thủ thư đã đặt thư viện trên lưng một con lạc đà. Nhờ thế, những cuốn sách có thể băng qua sa mạc để đến với người đọc. Hải Nam. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc bài Thư viện biết đi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi về nội dung của bài qua phần trả lời câu hỏi nhé. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc lại toàn bài Thư viện biết đi. Các em ạ, thư viện biết đi ở đây chính là những chiếc thư viện được di động ở trên những chiếc xe. Cô giáo giới thiệu thêm để các em tham khảo nhé. Đây là thư viện trên chiếc xe ô tô. Thư viện nổi là thư viện ở trên tàu. Ở đây là thư viện nổi của Đức. Tiếp theo là thư viện di động trên những chiếc xe buýt này. Rồi trên đây là thủ thư, có nghĩa là người mà cho chúng ta trông sách ở thư viện thì được gọi là thủ thư. Lạc đà, đây chính là hình ảnh những con lạc đà chở những cuốn sách băng qua sa mạc để mọi người đọc biết đến. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài đọc qua việc trả lời các câu hỏi của bài. Câu hỏi
hỏi số 1 như sau. Mọi người đến thư viện để làm gì? Mời các em hãy đọc thầm đoạn 1 để chúng mình trả lời câu hỏi nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Mọi người đến thư viện để tìm sách, để đọc sách và để mượn sách đấy. Đây chính là hình ảnh bạn nhỏ đang tìm sách ở thư viện để đọc. Còn hình thứ hai đó là những người đang ngồi đọc sách. Và hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh những bạn nhỏ đang mượn sách để về nhà đọc đấy. Như vậy, mọi người đến thư viện để tìm sách, đọc sách và mượn sách. Câu hỏi số 2 như sau. Những thư viện sau được đặt ở đâu? Các em hãy quan sát cột A và cột B. Cột A là tên những thư viện, còn cột B là vị những nơi mà thư viện được đặt ở đó. Chúng ta sẽ nối từ cột A với cột B để chúng ta được câu thích hợp. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình nối nào. Hãy đọc thầm đoạn 2 để nối nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Đầu tiên, đó là tên thư viện Logoser của Đức. Thì chúng ta thấy, chúng ta sẽ thấy nó được đặt ở trên một con tàu biển. Chúng ta sẽ nối với nhau. Thứ hai, đó là nhiều thư viện ở Phần Lan. Thì chúng ta thấy là được đặt ở trên những chiếc xe buýt cũ. Còn một thư viện ở châu Phi thì được đặt ở trên lưng của lạc đà. Đó là những thư viện được đặt ở những vị trí mà chúng mình đã nối phù hợp. Cô giới thiệu với các em, đây chính là thư viện Nogoser của Đức, được đặt trên một con tàu biển rất là to và rộng lớn, có thể chở 500 hành khách. Còn đây là nhiều thư viện ở Phần Lan, được đặt ở trên những chiếc xe buýt. Và còn đây là một thư viện ở châu Phi, được đặt trên lưng lạc đà. Tiếp tục câu hỏi số 3. Vì sao các thư viện kể trên được gọi là thư viện biết đi? Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Chúng ta có đáp án, đó là vì chúng có khả năng di chuyển để mang sách đến cho người đọc. Có bạn thì... Còn bạn đã bao giờ gặp thư viện biết đi chưa? Các em ạ, cô giới thiệu thêm, đây là những thư viện biết đi. Đó là những thư viện di động bằng những chiếc xe để đưa những quyển sách đến cho các bạn học sinh và người dân đọc đấy. Đây là hình ảnh thư viện ở trên xe. Đây cũng là một hình ảnh thư viện ở trên đường phố. Đây là hình ảnh thư viện trên những chiếc xe đạp. Tiếp tục câu hỏi số 4. Theo em, thư viện biết đi có tác dụng gì? Mời các em hãy suy nghĩ và trả lời. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Thư viện biết đi có tác dụng giúp mọi người không cần phải đi xa mà vẫn đọc được sách. Ngoài ra, thư viện biết đi có thể mang sách đến tận nơi cho người đọc đấy. Như vậy, vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc qua phần trả lời các câu hỏi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Thư viện biết đi. Thư viện là nơi lưu giữ sách báo, nơi mọi người đến đọc sách hoặc mượn sách về nhà. Nhiều người nghĩ rằng thư viện chỉ nằm im một chỗ, nhưng trên thế giới có rất nhiều thư viện biết đi. Thư viện Logoser của Đức là thư viện nổi lớn nhất thế giới. Nó nằm trên một con tàu biển khổng lồ, có thể chở được 500 hành khách và đã từng đi qua 40 năm nước trên thế giới. Ở Phần Lan, có hàng trăm thư viện di động trên những chiếc xe buýt cũ chạy khắp các thành phố lớn. Ở châu Phi,
Một người thủ thư đã đặt thư viện trên lưng một con lạc đà. Nhờ thế, những cuốn sách có thể băng qua sa mạc để đến với người đọc. Hải Nam. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc lại toàn bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập bằng văn bản nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Bài đọc này cho em biết điều gì? Bài đọc này cho em biết được một số thư viện độc đáo trên thế giới đấy. Và biết được những thư viện biết đi trên thế giới như thế nào, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập qua văn bản đọc nhé. Câu hỏi số 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Các em hãy quan sát. Các từ ngữ đó là thư viện, thủ thư, đọc, tàu biển, nằm im, băng qua, xe buýt, lạc đà. Chúng ta xếp vào từ ngữ thứ nhất đó là từ ngữ chỉ sự vật. Và từ ngữ thứ hai đó là từ ngữ chỉ hoạt động. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta xếp các từ ngữ vào hai nhóm thích hợp nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Trước tiên, chúng mình xếp từ thứ nhất đó là thư viện. Thư viện ở đây là từ ngữ chỉ sự vật. Thủ thư là người giữ sách, cũng là từ chỉ sự vật. Vì đọc ở đây là tàu biển là từ ngữ chỉ sự vật, vì nó là từ chỉ đồ vật. Xe buýt cũng là từ chỉ sự vật, vì đó là từ chỉ đồ vật. Lạc đà cũng là từ ngữ chỉ sự vật, vì nó là từ chỉ con vật. Từ ngữ chỉ hoạt động đó là đọc, nằm im và từ băng qua. Như vậy, chúng mình đã xếp được các từ ngữ dưới đây vào hai nhóm thích hợp, đó là từ ngữ chỉ sự vật, đó là thư viện, thủ thư, tàu biển, xe buýt, lạc đà. Còn từ ngữ chỉ hoạt động đó là đọc, nằm im, băng qua. Tiếp tục chúng mình cùng nhau tìm hiểu câu hỏi số 2. Em sẽ nói gì với cô phụ trách thư viện khi muốn mượn sách thư viện? Chúng ta sẽ nói như sau. Cô ơi, cô cho em mượn cuốn Góc sân và khoảng chơi ạ. Hoặc chúng ta có thể nói: Thưa cô, em muốn mượn quyển Giấy mèn phưu lưu ký ạ. Câu hỏi thứ hai như sau. Em sẽ nói gì với cô phụ trách thư viện khi muốn mượn sách thư viện? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Nếu em muốn mượn sách ở thư viện, em sẽ nói với cô phụ trách như sau. Cô ơi, cô cho em mượn cuốn Góc sân và khoảng chơi ạ. Hoặc: Thưa cô, em muốn mượn quyển Giấy mèn phiêu lưu ký. Hoặc là: Thưa cô có thể cho em mượn cuốn Thám tử Conan. Hoặc là: Thưa cô, em muốn mượn quyển Doraemon tập 12 ạ. Hoặc: Cô ơi, cô cho em mượn cuốn Góc sân và khoảng chơi ạ. Như vậy, đó là những cách nói khi chúng ta muốn mượn sách ở thư viện đối với cô phụ trách thư viện đấy. Vậy khi muốn cô thủ thư giúp mình mượn sách, bạn cần nói như thế nào? Chúng ta cần nói: Cần thưa gửi lễ phép. Nêu tên cuốn sách, tên tác giả và được sự đồng ý của thư viện.
chúng ta sẽ đóng vai. Giả sử mình là cô thủ thư, bạn muốn mượn sách, bạn sẽ nói gì? Bạn nói, thưa cô, cô có thể cho em mượn cuốn sách Giấy mèn phiêu lưu ký được không ạ? Như vậy, đó chính là cách mà chúng ta thể hiện khi mà chúng ta đến thư viện để mượn sách đấy. Đây là một số hình ảnh các bạn học sinh đến thư viện để mượn sách. Chúng ta có thể nói như sau: em thưa cô, em muốn mượn sách ạ. Cô thư viện nói, em muốn mượn quyển sách gì nhỉ? Bạn trả lời, em muốn mượn quyển Đất rừng phương Nam. Cô thư viện nói, quyển sách đó hay lắm, sách của em đây. Và bạn học sinh nói, em cảm ơn cô, em hứa giữ gìn sách và trả sách đúng hạn. Như vậy, qua bài học em đã học được những gì? Qua bài học, chúng ta học được cách đọc đúng, đọc rõ ràng, biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu, biết trả lời câu hỏi về chi tiết nổi bật các thư viện được đặt ở đâu. Em hiểu được cách hoạt động, tác dụng của thư viện, một số thư viện độc đáo trên thế giới.